Tuấn Hiệp và Như Quỳnh xin kính chào quý vị khán giả đã đến với Shopping Queen, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6. Thưa quý vị, so với đấng mày râu thì cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi hơn nam giới. Từ khi là một thiếu nữ đến lúc trưởng thành rồi về già, mọi sự biến đổi về hình thể, sắc đẹp, tâm lý và vấn đề sinh sản đều bị chi phối bởi nội tiết tố nữ. Có thể nói nội tiết tố nữ chính là chìa khóa quyết định sức khỏe, sắc đẹp cũng như là chất lượng sống của người phụ nữ. Hiện nay có rất nhiều các sản phẩm bổ sung nội tiết tố và trong ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một sản phẩm bổ sung nội tiết tố nữ vô cùng an toàn và chất lượng. Đó chính là sữa nội tiết tố Nano Vinamilk, được sản xuất và phân phối bởi công ty cổ phần Nanovi Việt Nam với nguyên liệu sữa bột nhập khẩu từ Hà Lan, đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO và GMP và đạt giải thưởng sao vàng thương hiệu Việt Nam. Sữa Nano Vinamilk sở hữu hàm lượng protein cao, cung cấp tới 40 loại vitamin, khoáng chất giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt sản phẩm này có rất nhiều các thành phần là thảo dược quý như là sâm thú nữ, kích thích sự phát triển của vòng 1, giúp vòng 1 nở nang, săn chắc tự nhiên và chống lão hóa mạnh, giúp làn da chị em căng mịn, không bị nám sạm, chảy xệ. Mầm đậu nành giúp cân bằng nội tiết, hỗ trợ cải thiện tăng size vòng 1. Ngoài ra thì còn có thành phần nhau thai cừu và collagen có tác dụng trong điều trị nám, tàn nhang, giảm lão hóa và tăng độ bóng và sáng cho làn da, giúp da săn chắc căng mọng. Và đặc biệt là thành phần nano curcumin không chỉ giúp làm đẹp da, giảm thâm làm trắng, trị mụn cho da mà còn có công dụng rất tốt cho người bị đau dạ dày, tá tràng hay là tiêu hóa kém. Vậy không biết các quý vị khán giả tại trường quay đã có ai đang sử dụng sản phẩm này? Có thể chia sẻ cho chúng tôi cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình được biết được không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị khán giả sẽ cùng lên trên này để chia sẻ về sản phẩm ạ. Em mời chị ạ, chị có thể lên trên này được không ạ? Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không ạ? Xin chào MC và quý vị khán giả, mình là Nguyệt, mình đến từ Nghệ An. Chị ơi, không biết là chị đã sử dụng sản phẩm này bao lâu rồi và chị có thể chia sẻ cảm nhận của mình về sản phẩm này được không ạ? Tôi đã sử dụng sữa nội tiết tố Nano Vinamilk được 2 đến 6 hoặc 4 tháng. Và trong khi sinh em bé thì nội tiết tố của tôi đã thay đổi, đó là da bị nám, sám rất là nhiều, hay bốc quạ, rồi sinh ra cáu gắt, đại cảm với chồng. Nhưng mà sau khi sinh em bé được hơn một năm thì tôi may mắn biết đến sản phẩm này. Và từ khi sử dụng sản phẩm này thì thấy cơ thể tôi thay đổi hẳn. Đến bây giờ thì da của tôi đã sáng nhìn hơn rất là nhiều. Vòng một là vô cùng săn chắc, động lực cải thiện, tinh thần thoải mái, đời sống với chồng được cải thiện rất là nhiều. Rất vui và được hạnh phúc khi biết đến sản phẩm nội tiết tố này. Tôi cũng đã rất nhớ cho rất là nhiều bạn bè sử dụng và mọi người đều rất hài lòng. Và bây giờ thì chúng tôi cũng có một phần quà để dành tặng cho chị ạ. Đó chính là một sản phẩm sữa Nano Vinamilk ạ. Thưa quý vị, sản phẩm Nano Vinamilk có giá là 650.000 đồng. Nhưng có một tin vui là sản phẩm giảm còn 500.000 đồng một hộp 500g cho 300 khách hàng đầu tiên đặt mua tại chương trình này. Ngoài ra công ty còn có chương trình mua 3 hộp tặng 1 hộp dùng trong 3 tháng và mua 5 hộp tặng 2 hộp dùng trong 5 tháng. Đồng thời thì mỗi khách hàng sẽ nhận được một phiếu bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng là từ 50 triệu đồng đến lên trên 130 triệu đồng, gồm một giải đặc biệt là một xe máy SH trị giá là 50 triệu đồng, một giải nhất là 20 triệu đồng, hai giải nhì trị giá là 10 triệu đồng một giải, ba giải ba là 5 triệu đồng một giải, bốn giải khuyến khích mỗi giải thưởng là một thùng sữa non Nanovi Colostrum 900g, một thùng bằng 12 hộp. Vậy còn chần chờ gì nữa mà quý vị không nhanh tay liên hệ tới số hotline 1900 099 998 hoặc 0962 883388, Zalo 0948 269998, 0963 269998 hoặc truy cập vào website nanovi.com.vn, fanpage sữa Nanovi Việt Nam để sở hữu ngay sản phẩm sữa thơm ngon bổ dưỡng không chỉ cho phái nữ mà còn rất nhiều các sản phẩm khác cho cả gia đình. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin hữu ích liên quan đến sản phẩm sữa Nano Vinamilk. Ngoài ra thì còn rất nhiều những thông tin bổ ích và hấp dẫn khác sẽ có trong chương trình Shopping Queen sắp tới đây. Và cũng đừng quên là hãy đặt hàng trên khung giờ phát sóng của chương trình để được đặt mua các sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Như Quỳnh và Tuấn Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.